Chào mọi người vào xem like để em like tăng cân nha mọi người ơi. Có ai đang xem cho em một chấm thì xem có hiển thị có mật không nha. Chào chị Hiền Hiền ạ. Mọi người đang xem cho em một chấm với ạ. Chào Tèo Sushi. Chào Sushi Phương nha. Chào chị Ánh Sáng Trung Nguyên. Chào chị Hằng Giang nha. Mọi người xem chia sẻ bài cho em với nhá. Hôm nay em sẽ like về trà tăng cân mộc chi này mọi người này. Chào chị Hằng Giang. Chào chị Tệ. Chào Hà Rubin nha. Mình like tăng cân nha mọi người. Ừ, Hà ơi, mình vẫn gầy nên hôm nay đang phải giới thiệu trà tăng cân cho mọi người này. Bảo like sớm nhưng mà bé chưa ngủ nên là em không like được, giờ mới lên, hơi muộn. Mọi người vào thêm đi rồi là em bắt đầu like nha. Chị Hằng ơi, đẹp làm sao bằng chị. Chào Uyên Nga nha. Ừ, mình lấy chồng ở Nga Trung, cách 3 cây hả. Chào Ngô Hạnh nha. Hòa bữa nay làm ở bên nước hả Hòa ơi. Chào Trương Hương nha. Mọi người vào xem khi nào đông đông rồi em bắt đầu like nha. Chia sẻ bài hộ mình nha mọi người ơi. Được mấy người xem này mọi người? Được 10 người chưa à? Máy của em nó không hiển thị em không biết. Ừ, nhặt lá mà đá ông bờ mà ra tiền đấy Hà ơi. Chào xấu gái nha. Mọi người ơi, được mấy người xem mà máy của em không hiển thị không thấy. 10 người là em like nha. Sinh xong mà gầy quá nên giờ phải tìm đến tăng cân này mọi người. Đi làm sợ họ của xấu hổ lắm. Hà mua giống như ủng hộ cho mình nha. Hà bữa nay được bao nhiêu cân rồi bạn? Đây này mọi người này. Trà tăng cân mộc chi này. Nó là sản phẩm trà tăng cân mộc chi của Minh Quy nhá. Này. Nên là rất là an toàn với sức khỏe của mọi người. Mọi người xem chia sẻ bài cho em với nhá. Một mộc chi 100% là sản phẩm. Ừ, con ra đi, ra đi. Con đi ra đi. Để đây mẹ. Đi ra đi. Mẹ ăn hoa cái này. Vâng. Mẹ này. Em bắt đầu nha. Bùng 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 bùng. Chào chị Ken Honey. Xem like đi để ủng hộ em nào Ken Honey ơi. Sản phẩm này
là 100% từ thảo mộc thiên nhiên nha mọi người. Mẹ ơi, đi ra đi con. Không. Đầu tiên thì em giới thiệu đến thành phần của nó nha mọi người ơi. Mạng em khỏe mà chị. Chị Hằng ơi, mạng nhà chị yếu ấy. Mạng em khỏe mà. Thành phần của nó là có tảo xoắn, nhân sâm, hạt sen, đông trùng hạ thảo. Vâng, chào chị Tâm Hương Quân Moon. Tinh bột nghệ và ngũ cốc vitamin nha mọi người. Em sẽ giới thiệu đến từng thành phần cho mọi người biết nha. Mọi người cứ xem like, chia sẻ bài hộ em với. Nay em mới bắt đầu nên là em sẽ chia sẻ thành phần, công dụng và cách hướng dẫn cách pha nhé mọi người. Chị Hương bữa nay béo không ạ? Hương ơi, đầu tiên thì em nói về tảo xoắn nhá. Tảo xoắn, ở trong tảo xoắn thì có rất nhiều axit amin nha mọi người, nên là nó giúp cho ta làm đẹp da đấy, rất là tốt nhá. Ngoài ra thì nó còn thải độc các độc tố ở trong da, giúp cho cơ thể làm tăng các chức năng, làm tăng các chức năng hấp thụ cho cơ thể một cái tốt nhất nha mọi người ơi. Chị ơi, chị Hằng ơi, thành phần của nó là có tảo xoắn, nhân sâm, hạt sen, đông trùng hạ thảo, tinh bột nghệ và các ngũ cốc vitamin nhá chị. Bạn nào có những câu hỏi gì về tăng cân thì hỏi luôn để mình cùng giải thích luôn nhá. Mình sẽ trả lời cho các bạn biết. Thứ hai là nó có nhân sâm. Nhân sâm thì là một loại thảo dược rất là tốt, hiếm nhá. Nên là nó kích thích cho mình ăn ngon ngủ ngon này mọi người. Ngoài ra thì nó có tinh bột nghệ này. Tinh bột nghệ rất tốt cho dạ dày, làm phục hồi dạ dày bị hư tổn và kích thích cái cảm giác thèm ăn của mình nhá. Nữa là các ngũ cốc vitamin, đông trùng hạ thảo thì đều là các thảo dược rất là tốt này mọi người này. Mọi người xem mà chia sẻ bài cho em với. Kim Dung ơi, bạn tư vấn, bạn comment chiều cao cân nặng của mình để mình tư vấn cho bạn nhé. Ai muốn hỏi gì thì tư vấn cho em tư vấn thì comment luôn chiều cao và cân nặng ạ. Tao Tủn Babi nha. Vào xem chia sẻ bài hộ tao với Tủn Babi ơi. Vâng thưa quý vị, vậy là sau gần 1 năm trôi qua, xác chị Hiền trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường gây chấn động dư luận mới được nhìn thấy. Mình nói tiếp nha. Dùng một hộp trong bao lâu? À chị Hằng Giang ơi, một hộp này mình dùng được 15 ngày này chị này. 15 gói dùng 15 ngày chị nhá. Mình nói luôn nhá. 1m58 nặng 40kg. Chị Hằng ơi, chị 1m58 mà nặng có 40kg thì chị phải lên 3kg, 4kg nữa là mới hợp với số mét của chị nhá. Nên là chị thử dùng bên em một hộp là chị có thể lên được 2-4kg chị ạ. Kim Dung ơi, dùng một hộp là ok nha bạn. Nếu mà bạn muốn tăng nhiều thì làm bạn phải dùng một liệu trình. Một liệu trình của nó thì có 2 hộp nhá. Còn như một hộp như thế này là có nửa liệu trình thế này bạn này. Chào Nguyễn Cam, chào bạn Đăng Huân nha.
Chị ơi, cách uống thì ai hỏi thì em sẽ giới thiệu trực tiếp nhá. Còn như giờ em chỉ nói sơ qua là như này. Một ngày chúng ta uống một gói sau bữa ăn tối 30 phút nhá. Một gói thì chúng ta pha với 50ml nước, nước ấm á, để chúng ta uống nhá. Bạn nào còn câu hỏi gì không ạ? Một liệu trình của nó là có 2 hộp nhá mọi người nhá. Nếu mà bạn nào mua 2 hộp thì là chỉ có 950k thôi ạ. Còn bán lẻ một hộp là 500k nha mọi người. Mộc chi, trà mộc chi này rất tốt nên là chúng ta có thể sử dụng cho tất cả mọi người, từ trẻ em từ 10 tuổi trở lên nhá. Nó giúp cho những người gầy lâu năm, những người bị ốm suy nhược cơ thể này, hay bị mất ăn mất ngủ, ăn không ngon. Đặc biệt là phụ nữ sau sinh 2 tháng thì có thể dùng rất là tốt. Mà nó còn có một công dụng nữa là rất là lợi sữa nha mọi người. Em mới uống thôi nhưng mà rất là tốt nha mọi người này. Con chị 6 tuổi uống được không? Chị Hằng ơi, 6 tuổi không uống được nha. Từ 10 tuổi trở lên mọi người ạ. Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mới được uống nha. Và nếu mà những người mà bị các bệnh tim mạch, bệnh gan, bệnh thận rồi là ung thư ấy thì là không dùng được cái này nha mọi người. Không nên uống. Và cái mộc chi này mọi người này là của công ty Minquy nha, có cả tem mác chống giả, hàng giả, có mã vạch hẳn hoi này mọi người ơi, mọi người nhìn thấy chưa? Đây ạ, có cả mã vạch và tem chống giả nha. Trình Văn Huân, chào Trình Văn Huân nha. Mọi người xem chia sẻ bài hộ em với. Em đảm bảo với mọi người khi mà chúng ta trong khi mà sử dụng ấy thì là chúng ta luôn duy trì uống nước một ngày 2 lít nước cho em nhé. Chị ơi, sản phẩm không tích nước, em đảm bảo 100% cho chị là không tích nước vì nó được làm từ thảo dược rất là tốt nha. Nếu trong khi chị đang uống thuốc này mà chị có ngừng uống thuốc ấy thì là cũng không bị sút cân. Nếu mà sút cân em sẽ hoàn tiền lại cho chị. Tuy nhiên thì nếu mà muốn ăn ngon hoặc là muốn không sút cân thì mọi người phải duy trì cho em uống 2 ngày 3 ngày một gói để dần dần chúng ta thưa dần cái liệu trình ra, chứ không phải là tự dưng chúng ta ngắt quãng luôn là cũng không được nhá. Sản phẩm này là không tích nước nha mọi người. Nó là dạng trà nên không tích nước. Như các loại ở ngoài thị trường ấy thì là nó là loại thuốc nha mọi người, nên là nó tích nước rất chi là hại cho sức khỏe. Còn đây là gọi là dạng trà này mọi người này. Thế thì nếu giả sử như trong cái quá trình mà điều tra mẹ ơi mà đi. Chào chị Trần Hương nha. Mà em có mặc sao? Mặc được. Mà cơ quan điều tra có xác định được mà khi ở trong này có mặc sao? Chào chị Trần Hương nha. Bên đây. Nếu mà chị Huyền còn sống khi ở trên bờ mà bị mất xuống nước thì còn phải xác định cái kết quả của bệnh viện ở cái thời điểm đó. Mọi người đợi em tí rồi em pha, em nói luôn cách uống cho mọi người nha. Chị ơi, trẻ em không dùng được, trên 10 tuổi mới dùng được nha chị. Trên 10 tuổi ạ. 55 nặng 50kg.
Chị Hằng ơi, chồng chị cao 1m65, nặng 50kg thì chồng chị phải để tăng thêm 3 cân nữa, đến 4 cân chị nhá. Chị mua một hộp này về cho chồng chị dùng, em đảm bảo là sau một hộp này sẽ tăng từ 2 đến 4 cân chị ạ. Nó là rất tốt nên là mọi người cứ mua về dùng thử. Em đảm bảo luôn ạ. Đi ra đi. Chị ơi, con chị 13 tuổi là uống được nha chị. Chị cho bé ăn, chị cho bé uống mộc chi vào là bé ăn rất là tốt. Sau 2 đến 3 gói đến 4 gói là có cảm giác thèm ăn rồi chị ạ. Được rồi, đi ra đi. Ra ngoài đi. Cái trà mộc chi này mọi người này, nếu mà với cái người mà cơ địa dễ tăng cân đấy mọi người, thì từ gói thứ 7 là bắt đầu lên cân rồi nhá. Còn từ gói thứ 4 trở đi là chúng ta bắt đầu cảm thấy là thèm ăn, thấy gì cũng ăn. Em mới uống có 2 ngày, đến gói thứ 4 thôi mà thấy cái gì cũng muốn ăn này mọi người này. Nên là rất là tốt. Em sẽ bóc nhá. Em bóc ra em pha, em uống luôn để tí nữa đi ngủ nhá. Cho mọi người thấy này. Vâng, chị Hằng lát ai book địa chỉ em sẽ gửi cho chị một hộp chị dùng thử, nếu mà được lại ủng hộ em nha. Đây nha. Chào bạn mẹ. Ừ, để im mẹ uống. Chào bạn Nina nha. Khi chúng tôi xuống thì họ đã lấp lại cái ngôi mộ này rồi. Thế thì bà con không biết, cho nên bà con lại bật cái mẹ uống. Con uống à? Cho nên thì theo như một số người nói đây chút là để mẹ uống nha. Mà khác không phải còn xương, ngồi xuống. Mà còn cả người im không có các bác. Các bác kêu giờ. Và còn cả gia đình như cả người này. Thì tôi thấy đây là một cái hiện tượng là rất hay, mặc dù bà con làm như thế là nguyên tắc là không đúng của luật di sản. Chúng ta pha 50ml nước với một gói trà nha mọi người. Khuấy đều lên và chúng ta uống. Mùi thơm của nó rất là thơm mọi người ạ. Ừ. Kim Dung ai book địa chỉ cho mình nha. Mai mình gửi cho bạn. Cũng theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Cường, đây là lần đầu tiên ở chị ơi, dễ uống lắm ạ. Dễ uống thơm, hơi ngọt một tí ạ. Nó là có vị cam thảo ở trong nữa nha. Nó kiểu như là cái mùi cam thảo mình mua ở hiệu thuốc ấy mọi người. Rất là dễ uống luôn, không khó đâu ạ. Mọi người cứ yên tâm mua về thử dùng thử nên là em đảm bảo với mọi người luôn. Em hiện giờ có 40 cân này. Có 40 cân em phải uống tầm 3-4 hộp gì đấy để lên đến 50 cân cho mọi người xem. Có 40 cân thôi. Hôm qua em cân được có 40 cân. Mọi người xem, mọi người theo dõi em, mọi người thấy hôm qua em cân đúng được 40 cân. Không được 40 cân nên xấu hổ quá, phải uống thuốc tăng cân này. Uống ngon lắm mọi người ạ. Không khó uống một tí nào luôn. Nếu mà chúng ta đang dùng ấy thì muốn ngừng thì nên dùng thưa cái trà ra. Ví dụ 2 ngày, 3 ngày chúng ta uống lại một gói. Không thì uống thưa dần là chúng ta nghỉ. Ngon. Em bé nhà em đang khen ngon. Vâng chị Hằng, mai em gửi sớm nha. Con Tèo nhà em nó uống nó đang khen ngon này mọi người. Chị ơi uống ngon lắm. Nó như trà thôi, vì nó là dạng trà chứ không, nó phải không phải là thuốc.
Nó như thuốc thì là nó mới là khó mà mình ngại ăn. Đây là trà mình chỉ có uống một tí rồi mình xong thôi. Là dạng trà mà chị. Còn ai hỏi gì nữa không ạ? À? Ai mà kém ăn ấy, kém rất là trẻ con đấy mọi người, nhưng mà phải trên 10 tuổi, trẻ con uống cái này ăn rất là tốt này, vì nó ăn rồi ngủ rất là ngon luôn. Ở trong đây nó có hạt sen, nó hạt sen nó kích thích giấc ngủ cho trẻ con rất là tốt. Nhưng người có hay mất nhớ nhiều bằng công nói vui, đợi vợ lên đầu chuyển ra nhỏ. Họ gần như là không thể tìm cho ăn ngủ à? Tôi thật ngại lắm, cái này con, cái này đang đi đây. Đi ra đi. Em cất. Chào chị Bảo An Mai nha. Chị ơi vào xem tăng cân này, em like tăng cân này. Nhưng em giới thiệu cho mọi người rồi. Bây giờ đây này, tăng cân một chi này chị ơi. Đang like nhưng mà bé dậy mất rồi. Nên ngồi nói chuyện với mọi người nha. Ai có gì hỏi em. Người nói chuyện cho vui. Em ngồi một mình buồn. Đâu rồi mọi người, đâu hết rồi. Comment đi mọi người ơi. Tôi nghĩ rằng cái này là nó vì là từ xa xưa thì cái người đàn ông luôn luôn là giữ cái vị thế ở trên. Cho nên sợ này tăng cân bằng chi mọi người này. Còn bị vợ bóc hành được thì quá khi mà tôi thì rồi nhá, nếu mọi người không hỏi gì nữa thì em tắt like nhá, em tắt like bé em bé đây.